anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương, Hồng Hạnh, liệt sĩ xứ Rồng. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, có những người con ưu tú của quê hương đã không tiếc máu xương, chiến đấu anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Họ là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là bông hoa đẹp trong rừng hoa cách mạng Việt Nam. Trong đó, Mai Thị Nương, tức Mai Thị Hồng Hạnh, người chiến sĩ trung kiên bất khuất của đất Rồng Riềng, người con gái dạng người sức sống đã anh dũng hy sinh ở tuổi 20. Vậy chị đã chiến đấu anh dũng như thế nào? Mời các bạn đón xem video ngay sau đây nhé! Trốn gia đình theo cách mạng làm giao liên. Anh hùng Mai Thị Hồng Hạnh, tên thật là Mai Thị Nương, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống yêu nước tại xã Thạnh Hòa, huyện Rồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Nhà chị là nơi nuôi dấu cán bộ đi về hoạt động. Tuổi thơ, chị đã chứng kiến biết bao cảnh ly tan, mất mát, đau thương của chiến tranh. Chứng kiến cảnh đàn áp dã man của kẻ thù. Với lòng yêu nước, căm thù giặc thôi thúc quyết liệt, Mai Thị Nương quyết tham gia cách mạng, đấu tranh giải phóng quê hương mình. Năm 14 tuổi, chị giấu cha mẹ, anh, chị để tham gia hoạt động cách mạng. Được đồng chí Nguyễn Văn Bớt giao nhiệm vụ làm đội viên quân báo nắm tình hình của địch, báo cho cán bộ và cơ sở cách mạng kịp thời đối phó với địch. Sau đó, được đồng chí Nguyễn Thành Thép, phó bí thư huyện ủy, giao nhiệm vụ canh gác cho cán bộ hội họp, đưa thư, tài liệu. Tháng 1 năm 1957, chị bắt đầu làm công tác giao liên, lấy biệt danh là Hồng Hạnh. Lúc đầu, cha mẹ ngăn cản vì Hồng Hạnh còn nhỏ, không biết có thể đảm đương được nhiệm vụ hay không, nên chị lén cha mẹ đi công tác. Hàng đêm, đợi cả nhà yên giấc ngủ, Hồng Hạnh nhẹ nhàng thức dậy, lấy mền phủ lên chiếc gối dài, giả như đang nằm ngủ, rồi lần xuống bến, lấy xuồng, một mình xuôi ngược trên dòng sông Cái Bé. Đêm gặp phải giông gió hoặc đụng biển kích, Hồng Hạnh bình tĩnh khôn khéo nhiều lần vượt qua lưới giặc an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tháng 6 năm 1958, Hồng Hạnh vinh dự được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam, tổ chức phân công Hồng Hạnh vận động và chịu trách nhiệm tổ chức một đội vũ trang diệt ác bí mật ở ấp Cò Tuất. Đồng chí trực tiếp phụ trách đội trưởng đội diệt ác. Hồng Hạnh tổ chức cho bà con ấp Cò Tuất và một số ấp lân cận kéo lên quận lỵ Kiên Bình, nay là huyện Rồng Riềng, đấu tranh đòi địch bồi thường tính mạng, tài sản cho những gia đình có người thân bị chết và hư hao tài sản do địch bắn phá bừa bãi. Trong các đợt đấu tranh, Hồng Hạnh luôn bám sát quần chúng, hướng dẫn bà con dùng lời lẽ có lý, có tình, buộc bọn địch phải đáp ứng yêu cầu của nhân dân. Qua đó, đồng chí càng được quần chúng tin yêu, cảm mến. Đầu năm 1959, trên đường đi công tác từ ấp Thạnh Bình qua xóm Mỏ Om về kinh Cai Trương, Hồng Hạnh bị địch phục kích và bắt được. Chúng đem chị về quận lỵ để điều tra. Chị rất khôn khéo một mực khai là do gia đình ép cả lấy chồng nên phải trốn nhà ra đi. Do không có cơ sở gì làm tang chứng, với thái độ bình tĩnh cứng cỏi trước sau như một, nên bọn địch phải thả chị đi. Sau lần bị bắt đó, tổ chức quyết định rút Hồng Hạnh vào hoạt động bí mật. Hồng Hạnh được phân công trực tiếp phụ trách đội vũ trang diệt ác, kiêm bí thư chi đoàn xã Thạnh Hòa. Với cương vị mới, chị càng tích cực công tác để đáp lại niềm tin của Đảng. Thực hiện chủ trương của chi bộ, Hồng Hạnh đã tổ chức đội vũ trang diệt ác, om hệ bắt bè, nghĩa là dụ một tên tề điệp ác ôn cho ăn nhậu rồi bắt cóc, hỏi tội. Tên nào có nhiều nợ máu thì phải đền tội, còn lại thì giáo dục, răn đe rồi thả. Từ đó bọn này cũng bớt hung hăng càn quấy, lộng hành. Hy sinh quên mình vì đồng đội. Tháng 9 năm 1960, chị Hồng Hạnh cùng đội vũ trang họp bàn kế hoạch tổ chức diệt ác thì bị bọn biệt kích của tên ác ôn khét tiếng, Võ Văn Sang, đại úy, chỉ huy đại đội trưởng đội biệt kích chi khu quận Kiên Bình, bí mật bao vây và bất ngờ ập vào địa điểm của cuộc họp. Chị cùng với đội vũ trang đánh trả quyết liệt bằng lựu đạn và vũ khí thô sơ, làm hai tên địch bị thương. Thấy tình thế không thể chống trả nổi với lực lượng đông đảo của địch, chị ra lệnh cho đội vũ trang rút lui, còn chị chạy ra đồng nhằm đánh lạc hướng bọn lính. Từ đó đội vũ trang rút lui an toàn. Cuối cùng chị bị địch bắt sống. Chúng đem chị về chi khu Kiên Bình giam trong hầm tối, tiến hành tra khảo. Lúc đầu chúng giở trò dụ dỗ lừa phỉnh, thấy chị trơ trơ, chúng càng tức giận, đánh đập,
hành hạ với nhiều trò dã man như đổ nước xả bông, kẹp điện vào đầu, treo lên máy bay. Chị chết đi sống lại nhiều lần, cả tháng trời bị hành hạ tra tấn dã man nhưng bọn chúng không khai thác được gì trước sự gan dạ của chị. Một hôm chúng căng tay chân chị rồi đóng cột xuống nền nhà, đặt chảo mỡ bên cạnh để áp đảo tinh thần và tra khảo. Tên Sang ác ôn hầm hừ nói: "Lần này không khai, tao ăn thịt mày." Chị Hồng Hạnh vẫn tỉnh táo trả lời: "Tao làm cách mạng để phục vụ nhân dân và tổ quốc. Tao chẳng may xa vào tay bọn bay, nhưng bọn bay cũng đừng có hí hửng mong tao khai một điều gì." Chị Hồng Hạnh không ngớt lời mắng chửi bọn chúng rồi ngất đi. Lúc tỉnh lại, chị nói thẳng vào mặt bọn chúng: "Tao chết đi thì sẽ có hàng trăm hàng ngàn người khác đứng lên tiêu diệt bọn bay." Và hô to khẩu hiệu: "Hồ Chí Minh muôn năm, Đảng Lao động Việt Nam muôn năm." Không thể chịu đựng thêm được sự tra tấn dã man của địch, chị đã hy sinh anh dũng. Ý chí sắt đá của chị đã làm cho bọn ác ôn phải khiếp sợ và kính phục. Sự hy sinh anh dũng kiên trung của chị rất xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã trao tặng cho phụ nữ miền Nam: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Tin chị hy sinh mau chóng được lan truyền trong nhân dân, cả các vùng lân cận. Đồng chí đồng bào vô cùng xúc động, tiếc thương và kính phục trước một người con trung hiếu, một đảng viên trung kiên tiết liệt, dù bị kẻ thù tra tấn dã man nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ các đồng chí, bảo vệ cách mạng đến hơi thở cuối cùng. Sau đó không lâu, cuộc nổi dậy của quân dân huyện Rồng Riềng cùng tiểu đoàn 207 đánh tiêu diệt gọn đại đội biệt kích do tên ác ôn Võ Văn Sang cầm đầu, mở ra một khí thế cách mạng của nhân dân cả vùng. Tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất và sự hy sinh anh dũng của chị Hồng Hạnh đã truyền thêm sức mạnh cho ngọn lửa cao trào đấu tranh rộng khắp huyện Rồng Riềng. Lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện quyết tâm đánh giặc, bảo vệ quê hương cho đến ngày giành thắng lợi hoàn toàn. Cuộc đời ngắn ngủi 20 tuổi xuân của chị Hồng Hạnh đã đi vào lịch sử. Chị là tấm gương trung dũng, quật cường của quân và dân đất Rồng Riềng trong sự nghiệp đấu tranh bền bỉ vì độc lập tự do của dân tộc. Sự hy sinh và những chiến công anh liệt của chị đã ghi dấu son chói lọi vào bia đá sử vàng của quê hương đất nước, là điểm tựa sáng ngời cho thế hệ mai sau kiêu hãnh, tự hào. Với những cống hiến thầm lặng của mình, chị được nhà nước truy tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1994. Năm 2005, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Kiên Giang xây dựng nhà bia tưởng niệm tọa lạc tại khu vực nội trấn Rồng Riềng, huyện Rồng Riềng và được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2006. Ôn lại truyền thống lịch sử của Rồng Riềng và nữ anh hùng liệt sĩ Mai Thị Nương, tức Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Rồng Riềng Võ Tùng cho biết, việc tổ chức lễ giấu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương, ngoài việc thể hiện lòng tri ân đối với người con của đất Rồng Riềng, còn là dịp để tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây đã được hun đúc trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Qua đó nhắc nhở, giáo dục và nâng cao lòng biết ơn đối với các thế hệ trước, động viên mọi người nâng cao lòng yêu nước, ra sức đoàn kết phấn đấu xây dựng quê hương Rồng Riềng ngày càng giàu đẹp. Sự hy sinh thầm lặng của liệt sĩ Hồng Hạnh, Mai Thị Nương đã để lại cho bạn những cảm nhận như thế nào? Hãy bình luận xuống phía dưới video và đừng quên đăng ký kênh để đồng hành cùng với Chân Dung Lịch Sử trong những số phát sóng tiếp theo nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!